chương 21, người phụ nữ ngốc nghếch, chừng nửa tiếng sau, đôi nam nữ lâu ngày không gặp quay cuồng vần vũ. Làm cả giường chăn màn hỗn độn xong mới ôm nhau một chỗ, sắc vi dường như còn chưa hồi phục tinh thần, cả người mềm nhũn dựa vào ngực dương thần, hai bầu ngực cũng ép sát vào nhau, trở thành một hình ảnh rất ngợi cảm, được mưa móc làm dịu đi, lúc này người phụ nữ xinh đẹp lạ thường. Một tay gãi gãi bộ ngực cường tráng của dương thần, giọng hờn dỗi nói, hóa ra làm việc này mệt như thế, sau đừng làm nữa. Tùy im, Dương Thần ôm cô vào ngực cười nói, em không làm anh có thể tìm người phụ nữ khác. Đồ không có lương tâm, vừa mới nói một chút đã nói đến đi với người phụ nữ khác. Sắc vi giờ khóc giờ cười đấm dương thần một cái nhưng sau đó lại tò mò hỏi. Đúng rồi, hôm nay anh đến chỗ em, không phải là chỉ muốn cái đó chứ. Dương thần giơ tay véo nhẹ vào mặt sắc vi một cái, cũng có thể nói phải cũng có thể không thế là có ý gì sắc vi tự nhận mình thông minh nhưng không đoán được trong đầu người đàn ông này nghĩ gì dương thần ra khỏi giường lấy trong túi quần ra bao thuốc lá châm một điếu hút vài hơi mới thoải mái cười nói sở dĩ nói thế là bởi vì em thật sự hấp dẫn anh ừ anh đã muốn biến em thành con bê non để ăn từ lâu nhưng vì hoàn cảnh của em khá phiền ăn em cũng là phá bỏ những ngày nhàn hạ của anh cho nên anh chỉ có thể nhìn mà không làm gì. Sắc Vi có chút buồn bã gật gật đầu, em biết, anh không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh của bọn xã hội đen khu Tây, mà em lại là hội trường hội Hồng Kinh. Cùng ở một chỗ với em, Tây Minh sẽ không chấp nhận việc em làm đối với anh, hiện giờ có thể thế nào, chẳng lẽ bảo anh lo liệu, thấy Sắc Vi có vẻ muốn nói lại thôi. Dương thần cười ha hả em không cần suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, vì một số nguyên nhân, hiện tại ba em sẽ khá phản cảm với anh hoặc là tây minh sẽ đưa ra một số người làm cho anh đau đầu anh cảm thấy trốn tránh ông ấy không bằng đem toàn bộ tây khu thành địa bàn của em như vậy mất nhiều công sức hơn nữa có khả năng lẫn lộn thượng vàng hạ ám nhưng nói tới đây dương thần lại tham lam nhìn cơ thể gợi cảm của sắc vi một cái liếm liếm môi nói nhưng vừa có thể diệt con quỷ nhỏ lại có thể được cô gái như em tại sao anh không làm bị người tình gọi là cô gái đần làm sắc vi không kìm nổi lườm dương thần một cái hóa ra nguyên nhân như vậy xem ra hôm nay anh đến đây là thu tiền đặt cọc sau khi biết mục đích của dương thần sắc vi không hỏi dương thần cụ thể như thế nào cũng không cảm thấy lo lắng chút nào vì dương thần lúc này sắc vi đã cho rằng tình hình đối diện của hai bang tây khô sắp kết thúc đây cũng là lý do khiến dương thần thật sự thích người phụ nữ này nếu chỉ là sắc đẹp Sắc Vi không khác gì người phụ nữ để chiêu đùa, hoàn toàn nằm trên giường cũng không có quan hệ gì. Nhưng Sắc Vi hiển nhiên là người phụ nữ biết điều khiến người đàn ông thư thái. Cô tin tưởng thực lực của Dương Thần, Dương Thần không muốn nói, cô sẽ không hỏi đến. Dương Thần muốn thừa nước đục thả câu, cô liền phối hợp tỏ ý muốn nghe. Dương Thần không đến chỗ cô, cô sẽ không vô duyên vô cớ đi quấy rầy Dương Thần, sẽ chỉ im lặng chờ hắn đến lúc đó sẽ đem tình cảm nóng bỏng của mình chút hết lên người dương thần để người đàn ông biết cô muốn anh ta cỡ nào sắc vi càng an phận như thế không cầu cạnh dương thần lại càng khó dứt bỏ được cô thật ra dương thần cũng muốn lấy việc trần phong làm cái cớ nếu cứ cái đà này thì dù hội tây minh có không trêu chọc gì đến hắn hắn cũng sẽ vì sắc vi mà đi diệt bọn họ hai người ôm ấp một lát sau bên ngoài trời đã tối sầm đèn đường đã bật sáng Dương thần nhìn lên trời, không nề ướt át bần thiểu, đứng dậy mặc quần áo, sắc vi vốn định đứng dậy, tiếc rằng vừa mới muốn đứng lên, đau đớn khiến cô nhíu mày cắn môi dần hơn nói, đều tại anh, hại em sưng hết lên. Ừ, dương thần có chút xấu hổ cười nói, anh thấy em không có máu hồng, cho rằng không có việc gì, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của em, khuôn mặt xinh đẹp của sắc vi trắng bệch, chiếc màng kia em đã bị rách khi luyện công, sao thế? anh cho rằng em là người lẳng lơ, không, 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 Dương Thần vội vàng cười làm lành nói, ngoan nào cục cưng. Anh chỉ là nghĩ ngày thường em cũng phải giải quyết chút nhu cầu của mình. Chỗ ấy của em còn khiến anh không rút ra được, sao lại lẳng lơ, ha ha, nghe giọng Dương Thần xấu hổ, sắc vi vừa buồn cười vừa tức, chui vào chăn không nhìn Dương Thần, Dương Thần nói xong cười, bước nhanh ra cửa, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hỏi, cưng ơi. Bà xã anh muốn anh tìm một công việc, nếu phải làm việc, anh muốn tìm một công việc nhàn một chút. Em bảo đi đâu tìm công ty bây giờ, bà xã anh? Sắc Vi chui nhanh đầu ra khỏi chăn, chừng mắt nhìn, anh có bà xã từ khi nào vậy? Việc này, một pho tượng Bồ Tát sống, cả ngày phụng phịu hôm nay vừa mới nhận giấy đăng ký kết hôn. Cụ thể sao anh không tiện nói, dù sao anh đã kết hôn là được. Dương Thần buồn rầu lắc đầu nói, vẻ mặt Sắc Vi thay đổi trong nháy mắt cuối cùng có chút tuổi thân nói tuy em không nghĩ tới việc làm vợ chính thức nhưng anh cũng không thể đối với em như vậy nhanh như vậy đã thành bồ nhí em không muốn làm vợ chính thức sao vì sao dương thần tò mò hỏi em không thích hợp để làm vợ dù sao em là người hoạt động trong bóng tối không thể xuất hiện cùng anh cả ngày ở ngoài hơn nữa em cũng không giống giang dấp của một người vợ hiền đối với một người chồng tốt nói xong liếc Dương Thần bằng đôi mắt quyến rũ một cái, em là đồ yêu tinh, Dương Thần thiếu chút nữa lại muốn vác súng ra trận, cười một hồi xong, Sắc Vi dường như cũng không để ý quá mức đến chuyện Dương Thần kết hôn, nghĩ một chút đề nghị, nếu thích phụ nữ, lại nhàn hạ, vậy đi ngọc lôi, chuyên về thời trang và mỹ phẩm. Ở Trung Hải, thậm chí trong cả nước là một công ty lớn. Em nghe nói ban quan hệ xã hội của Ngọc Lôi tuyển người, hơn nữa không giới hạn nam nữ nghe nói rất nhiều người đàn ông đã nhận được công việc này, bán quan hệ xã hội, nam cũng làm việc này. Dương thần giật mình, ngay sau đó hỏi, vậy chắc ngọc lôi phụ nữ rất nhiều. Ừ, đãi ngộ tốt, phúc lợi tốt, quan trọng là công ty ngọc lôi có thể coi là công ty có nhiều phụ nữ nhất trung hải. Dù sao cũng là công ty về thời trang và mỹ phẩm, em nghĩ đó cũng là sở trường của anh, vẻ mặt sắc vi như đang nói, tôi còn không biết về anh, Dương Thần cũng không ngại, gật đầu một đề nghị tốt, đề nghị tốt, tiền lương thì không quan trọng, quan trọng là hoàn cảnh xung quanh, ừ, anh về chuẩn bị tài liệu mai đến phỏng vấn, đợi cho Dương Thần ra khỏi phòng một lúc, Sắc Vi nhìn cửa phòng đóng, thở dài nhẹ nhẹ, nhưng Sắc Vi không biết là Dương Thần đi ra một đoạn xa cũng vỗ vỗ ngực, giống như thở phào một tiếng nguy hiểm thật, bao bổ nhí quả nhiên là kinh hồn bạt vía. Trường 22, sống chết trong gang tắc, từ quán rượu bước ra, Dương thần lên xe trở về nhà, tuy nhiên, thiếu chút nữa đi nhầm đường. Bởi vì Dương thần chưa có thói quen về biệt thự xa hoa, và không muốn đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng cũng lâm nhược khuê. Dương thần cứ có cảm giác như bà xã của mình muốn đùa giỡn với hắn vậy, giống như oan ra từ kiếp trước, xe chạy đến vùng ngoại thành, vừa mới đến đường cao tốc. Dương thần bỗng nhiên thấy một chiếc xe đi sau đang dùng đèn tín hiệu chiếu vào xe mình, Dương thần nhíu máy, chọn cách tránh đường xe chạy. Ai ngờ, vừa mới chuyển qua làn xe khác, xe đi sau bắt đầu bắn hắn. Ánh sáng mãnh liệu chiếu vào hắn, lúc này đường ra ngoại ô xe cộ rất ít. Lại là đường một chiều hai luồng xe chạy, Dương Thần bực mình phát hiện, có vẻ hắn bị vài băng đảng quan tâm, tuy nhiên, BMW 3 cũng không phải chiếc xe bình thường. Đây có thể là chiếc xe hàng đầu, không phải xe bình thường khác có thể đuổi theo. Mà băng đảng này hiển nhiên có những hạng mục xe không tầm thường, quả nhiên, không đợi Dương Thần nghĩ ứng phó như thế nào, hai chiếc xe của đối phương đã phóng lên hai bên, hai chiếc xe một đen một trắng bất chợt tăng tốc, chiếc BMW 3 bị tụt lại phía sau. Ngay sau đó, hai chiếc xe song song chắn trước mặt xe hắn, Dương Thần cuối cùng thấy rõ hai chiếc xe trước mắt, không thấy không biết, thấy xong thì nhảy dựng lên, không ngờ là Ferrari F430 và BMW 6, hai chiếc xe này đều có thể thắng được chiếc BMW 3 của hắn. Tùy F430 chỉ là chiếc xe tầm trung, được cải tiến từ F360, thuộc loại trung cấp của Ferrari, nhưng dù sao cũng là Ferrari, không phải để khoác lác và nổ máy chơi. Tuy chỉ cách BMW 3 của hắn 3 số thôi nhưng thuộc thế hệ BMW 6, 5.0 không phải có thể đối phó. Chỉ cần là giá đã hơn 700.000, tuyệt đối là sản phẩm xa xỉ, dương thần không có cách nào, nếu hai chiếc xe phía trước là đến đối phó với hắn. Dương Thần còn có chút tự tin dựa vào chút kỹ thuật hơn người để bỏ rơi bọn họ. Khi Dương Thần liếc nhìn phía sau xe của hắn, Dương Thần đành phải bỏ suy nghĩ này. Đó đúng là chiếc Porsche 911 màu đó, đây là chiếc xe nổi tiếng trong lịch sử hơn 40 năm của Porsche. Qua nhiều thay đổi như vậy, trung tâm kỹ thuật không có một cải tiến gì, có thể thấy được trình độ tổng hợp cao khó có thể tưởng tượng, chiếc BMW 3 của hắn kém người ta đến 7-8 lần, không có cách nào vượt qua nhưng dương thần nhìn chiếc xe cũng hiểu ra vải tên này không phải là bọn cướp bóc người có thể mua được những loại xe này chắc chắn sẽ không thiếu tiền xem ra chỉ có thể là con cháu nhà giàu nhàm chán đi hóng gió muốn đùa cợt hắn một chút rồi bỏ chạy lại cảm thấy cảm thán cho cuộc đời này trẻ con không chịu học hành đi gây chuyện dương thần cũng lười không tranh cãi với bọn chúng nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện cuối cùng đi chậm lại định để bọn chúng đi trước rồi nói sau Tuy nhiên, không được như ý, không đợi Dương Thần chậm tốc độ lại, chiếc Porsche phía sau đã bấm còi vang lên, bám sát theo sau. Hai xe phía trước cũng bắt đầu đi chậm lại, thật sự không muốn bỏ lại xe hắn. Theo quy định của Trung Hải, nếu xe phía sau đâm vào xe phía trước thì tất nhiên là xe phía sau bồi thường tổn thất. Cho nên, tình trạng trước mắt, nếu Dương Thần đánh xe lên tất nhiên là phải bồi thường hai người. Rồi sau đó xe Porsche tiến lên, hắn mới được bồi thường. Cho nên, cuộc mua bán này chính hắn bị lộ vốn. Sau khi hiểu rõ ý đồ của mấy tên ăn chơi chắc táng, khóe miệng dương thần hiện ra nụ cười độc, thật sự là thú vị độc ác. Nếu luận về chơi xe, hắn không dám nói là đứng đầu thế giới, nhưng cũng có trình độ hạng nhất, suy nghĩ một chút, dương thần quyết định hung hăng cho bọn này một trận. Nếu cha mẹ bọn họ không dạy bảo bọn họ, vậy để người chú như hắn dạy bọn trẻ một chút, vừa suy nghĩ như vậy, dương thần đã có hành động phanh xe lại, đánh tay lái, quay xe đúng 180 độ, tiếng ma sát giữ lốp xe và mặt đường vang lên chói tai. Khói trắng bốc lên trong đêm, ánh đèn màu đỏ quét một vệt, hướng mà chiếc BMW 3 đi đã ngược hướng Porsche 911, mọi việc xảy ra trong nháy mắt, khiến những người lái xe xung quanh đều choáng váng. Người này bị làm sao thế? Tuy nhiên, việc này đã tố cáo người lái xe Porsche. Người này muốn lái xe đụng vào xe hắn tiếng hai bánh xe chạm mặt đường giống như hai quả đại pháo, đối diện với việc sẽ va chạm mạnh mẽ, chiếc Porsche thấy như vậy, gần như không chốt do dự, chỉ có thể đánh tay lái sang bên đường, khiến cho mấy lái xe hoảng sợ chính là, chiếc BMW 3 không có thay đổi phương hướng nào, cứ thẳng tắp đi qua đường, nếu không phải là Porsche thay đổi phương hướng trước, tất nhiên là xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thậm chí có thể hủy toàn bộ thân xe. Hai người lái xe sẽ bị ép thành bánh thịt, mấy lái xe đều toát mồ hôi lạnh. Người liều mạng như vậy chẳng lẽ không sao sao? Hai chiếc M6 và F430 phía trước đều dừng lại ven đường. Bước xuống là hai gã thiếu niên mặc áo hàng hiệu, vẻ mặt không tốt lắm chắn phía trước xe. Dương Thần quay đầu xe xong, cho xe dừng lại ven đường. Xuống xe đi đến phía hai người. Hắn biết, không nói rõ ràng bọn họ sẽ không tránh đường, chủ nhân của chiếc Porsche cũng xuống xe, điều khiến Dương Thần không ngờ chính là đây là một cô gái. Tuy nhiên ăn mặc rất lạ, đầu đội tóc giả màu hồng nhạt, áo phông màu trắng, dưới là quần sóc bò. Ghê nhất chính là khuyên tai của cô gái là hình đầu lâu. Vòng cổ và vòng tay đều là màu bạc chữ thập, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, chỉ có điều dáng người hơi gầy, hẳn là đang tuổi trung học, đôi mắt nhiều cảm xúc nhìn chăm chú dương thần. Khi đến trước mắt, đột nhiên giơ tay có xăm hình con bướm nhỏ ra cười giòn tan nói, tôi là đường đường, thật vui được gặp anh. Dương Thần không biết làm thế nào với cô gái có tên Đường Đường trước mặt. Vốn tưởng là cô sẽ khóc lớn làm ầm ĩ một phen, không nghĩ thân thiết bắt tay mình cũng không chần chừ. Dương Thần giơ tay nhẹ nhàng bắt tay Đường Đường, "Tôi là Dương Thần, không thể nào vui khi gặp các cô." Chương 23: Sự đe dọa của cô gái trẻ. Đường Đường hiển nhiên ngẩn người vì lời nói của Dương Thần, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười khanh khách, rất tinh quái, "Chú, chú thật hài hước." tôi hài hước hay không tôi không biết nhưng phiền các cô cậu tránh đường ra tôi muốn về nhà dương thần nói xong đưa mắt nhìn người thanh niên hai gã thanh niên này vừa mới lấy lại tinh thần sau cảnh tượng vừa rồi nghe thấy dương thần nói muốn bọn họ tránh ra một người thanh niên tóc vàng hừ nói tránh ra anh gây ra việc nguy hiểm như vật đối với chị đường đường của chúng tôi không dập đầu xin lỗi đã muốn đi thế thì dễ dàng quá rồi chị đường đường nếu không thì gọi điện thoại gọi thêm người Người thanh niên tóc dài nói có vẻ uy hiếp, Đường Đường bĩu môi, nói linh tinh cái gì, tôi mà cần đối đầu với chú này sao? Chị Đường Đường, hai người thanh niên có chút kinh ngạc hỏi, Đường Đường cười ngọt ngào, nhìn Dương Thần nói, "Chú, kỹ thuật điều khiển xe của chú vừa rồi rất tài, giống y như trong phim, có thể dạy cháu một chút không?" Cô gái nói xong nhìn với ánh mắt đầy chờ mong, chiều mến nhìn thẳng vào người đối diện hai người thanh niên hiển nhiên không nghĩ đến việc đường đường đột nhiên yêu cầu học kỹ thuật lái xe nhưng vừa nghĩ đến động tác quay xe của dương thần đều khát khao bọn họ mặc dù có xe tốt nhưng không thể có được động tác kỹ thuật như vậy dương thần có chút không thoải mái lắc đầu không được rất nguy hiểm các cô cậu vẫn là trẻ con ngoan về nhà ngủ đi buổi tốt đừng có ra đường đi xe lộn xộn như vậy nghe xong lời này đường đường lập tức rụ mặt hư một tiếng chú cháu bảo chú dạy cháu là thấy kỹ thuật lái xe của chú không tồi chú ý đến chú nhưng chú đừng tưởng rằng chuyện vừa rồi thiếu chút nữa đâm chết cháu cứ thế mà cho qua dương thần nghe xong không kìm nổi bật cười ồ cháu muốn tính như thế nào chú không phải là đang muốn lái xe sao chú không phải là đang muốn về nhà sao tốt cháu đập xe chú một chút xem chú làm sao để lái xe về nhà đường đường đắc ý vung tay người thanh niên tóc vang phía sau lập tức tuân lệnh lấy ra chiếc iphone hiện đại gọi điện thoại anh viên dã chị đường đường bị bắt nạt mau đến đây người thanh niên tóc vàng nói xong quay sang dương thần cười diễu cợt dường như cảm thấy dương thần xong đời rồi dương thần rút một điếu thuốc đêm còn dài mà hắn không cần lo lắng đám con nhà giàu mới nổi này chú hiện giờ chú còn có cơ hội cuối cùng để suy nghĩ rốt cuộc là có ngoan ngoãn dạy cháu không hay là muốn cả người và xe đều bị đập Mái tóc giả màu hồng của Đường Đường bay phất phơ trong gió, khuôn mặt xinh đẹp lúc này giống như ác ma, Dương Thần không để ý đến cô, mồm mép là thứ có ít sức thuyết phục nhất. Dương Thần từ trước đến nay lười cũng không cần phải động nhiều người. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chiếc xe đang phi đến cách đó không xa, gần như trong nháy mắt, chiếc xe liền dừng trước mặt Dương Thần. Đi đầu không ngờ là một chiếc Audi R8, chiếc xe màu đen đầy cảm xúc trong đêm tối giống như một kỵ sĩ cao ngạo, rất nhanh, từ trên xe bước xuống là một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai mặc quần áo vét sa chê, gương mặt sắc sảo, lông mày lưỡi mát, dáng người mạnh mẽ, tóc hối cua, thoạt nhìn rất nhanh nhẹn, chắc là khoảng hơn 20 tuổi, cũng có vẻ hơi từng trải, người này là viên giã, vừa xuống xe đã có bốn vệ sĩ nam mặc áo đen đi theo sau, bảo vệ chặt chẽ, dương thần nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi cân nhắc một chút người có thể ngồi trên xe này chưa chắc đã giàu có, có thể trả góp. Nhưng có thể có vệ sĩ, ở Trung Hải rất ít. Tất nhiên là rất giàu có, hoặc là nhân vật quyền thế có một không hai, viên giã nhìn Dương Thần một cái, lập tức quay đi ngay, dường như không lãng phí một giây. Đường đường, có chuyện gì thế? Viên giã nở nụ cười ấm áp nhìn đường đường thân thiết hỏi, đường đường bực mình biểu môi, dường như không có chút nào hòa nhã với viên giã ra hiệu cho hai người đứng sau nói chuyện, hai gã có lẽ là thiếu gia nhà giàu, nhưng trước mặt tên viên giã lại cực kỳ nịnh nọt. Vừa gọi anh viên giã vừa nói qua việc nguy hiểm vừa rồi, khi viên giã nghe nói đường đường thiếu chút nữa bị dương thần đâm chết, nhíu mày ánh mắt nhìn dương thần bắt đầu khinh miệt, dần dần thành phẫn nộ và lạnh như băng. Đường đường, em yên tâm, việc này để anh giải quyết, viên giã vẫn ôn hòa dịu dàng như cũ nói chuyện với đường đường nhưng ra hiệu ra tay đối với bốn người mặc áo đen, bốn gã vệ sĩ đồng loạt gật đầu một cái, sau đó tiến lên phía trước, khi thế trong chốc lát đã thể hiện ra, Dương Thần cũng mỉm cười, xem ra mấy vệ sĩ này cũng đã trải qua huấn luyện. Chỉ có quân nhân mới có khí thế như thế, tuy nhiên, đó chỉ là thùng rỗng kêu to, bốn gã vệ sĩ dự định dùng hai tay đã có thể làm chủ hài lòng. Nhưng không ngờ, còn chưa đến gần Dương Thần, đột nhiên cảm thấy một luồng khí mạnh, giống như sóng ngầm đập vào mặt bọn họ từng là quân nhân lưng lập tức toát mồ hôi lạnh chốt giác quan nhạy bén vẫn còn lại nói cho họ biết người đàn ông trước mặt vô cùng nguy hiểm nguy hiểm chưa từng gặp giống như một luồng khí xoáy tụ lại một luồng khí lạnh đập vào biển rộng bốn người không thể nào chống cự được viên giả đứng phía sau nhìn thấy bốn gã vệ sĩ như vậy rất không hài lòng làm sao vậy trừng phạt một người phiền toái như vậy sao hay để tôi tự mình ra tay bốn gã vệ sĩ nhìn nhau cười khổ người có tiền dễ bắt nạt nếu đã là vệ sĩ của người ta cho dù biết rõ là sẽ chết cũng phải xông lên gần như cùng một lúc bốn người bước đến phía dương thần quyền cước tàn nhẫn đánh về phía dương thần dương thần thở ra hơi thuốc cuối cùng ném đầu màu thuốc lên không trung hai chân nhẹ nhàng dậm xuống đất cả người phóng lên trong nháy mắt đã đứng phía sau bốn người vệ sĩ vừa lúc bốn người đan xen nhau Dương thần giơ hai tay túm lại, hai gã vệ sĩ bị túm cổ áo, hai gã kia lập tức dừng lại. Cảm thấy cổ không thể cử động được quay về phía người kia, không làm chủ được. Hai gã vệ sĩ ngã lộn ra ngoài, giống hệt như trong phim, dương thần mượn lực văng của hai người vệ sĩ, nằm xuống, cùng lúc đó, gập hai cánh tay, nệm cùi trỏ lên thắt lưng của hai vệ sĩ, thoáng một cái, bốn gã vệ sĩ vừa mới xông lên đã bị đánh ngã xuống đất, kêu rên ầm ĩ khó có thể đứng lên, đầu màu thuốc lá bị dương thần ném lên không trung lúc này mới rơi xuống mặt đường, bắn ra mấy tia lửa nhỏ. mươi 24, đưa cơm, vừa mới thể thốt sẽ chốt giận cho đường đường, viên giã bị biến cố dọa cho sợ đến phát ngốc, kinh ngạc nói không ra lời. Hai nam sinh nhìn thấy kỹ thuật chạy như bay của dương thần thì đều há hốc mồm kinh ngạc, sợ hãi trốn sau lưng viên giã, không dám nhìn dương thần thêm chút nào nữa. Chỉ có ánh mắt đường đường bỗng nhiên lộ rõ về khác thường như thể đã nhìn thấy điều gì cực kỳ hưng phấn, ánh mắt nhìn Dương Thần cũng đã thay đổi hoàn toàn, Dương Thần vỗ vỗ tay, có chút khinh thường lắc đầu, nhìn viên giã cười chế nhạo, đại thiếu gia, còn muốn vì con bé này mà ra oai không? Đương nhiên Dương Thần nghĩ viên giã nhìn hắn như vậy tuyệt đối không nghĩ đến tình huống hắn sẽ áp đảo hoàn toàn, gã sẽ bỏ chạy không còn hăng bỏ xít nữa. Nhưng một lần nữa viên giã lại làm Dương Thần ngạc nhiên, hơi lay động sau động tác vừa rồi. Viên Giã vẫn đứng chắn trước mặt Đường Đường, tuy rằng không còn mạnh miệng nữa nhưng vẫn thật thà nói, tôi biết thân thủ của anh rất lợi hại, nhưng đừng tưởng như vậy, tôi sẽ sợ anh, tôi nhất định sẽ bảo vệ được Đường Đường. Đường Đường đương nhiên cũng không nghĩ Viên Giã sẽ tiếp tục bảo vệ mình, trong mắt ánh lên sự cảm động, nhưng không nói gì cả. Dương Thần vẻ mặt cười quái dị nói, không ngờ ngươi si tình đến vậy, không tồi mà, khá là giống chú của ngươi đấy nói rồi xoay người quay lại chiếc M3 của mình, anh cứ vậy mà đi sao, viên dã sửng sốt, bây giờ gã mới biết dương thần buông tha cho mình, dương thần vào lại buồng xe, nháy mắt với viên dã nói, có nhiều lời nói của tôi có thể cậu không tin, cũng có thể cậu thấy sáo giống. Nhưng tôi thấy bản chất cậu cũng không đến nỗi xấu xa, tôi nói cho cậu biết, sau này đừng quá tự cao tự đại, kẻ tài giỏi ắt sẽ có người tài giỏi hơn, không phải là đạo lý suông đông. Tôi chẳng có ý gì khác. Có điều bây giờ người của các cậu cũng sẽ không ngăn cản tôi về nhà nữa. Hai gã nam sinh cản đường sớm đã nép sau người viên giã rồi. Còn ai dám cản đường hắn nữa chứ? Rất nhanh Dương Thần đã lái xe rời khỏi nơi đó. Nhìn chiếc BMW dần dần biến mất. Viên giã và đường đường mới dần hồi phục tinh thần. Hai người đều cảm thấy có chút khó hiểu. Đúng là một quái nhân. Viên giã nghĩ mà có chút sợ hãi. Trên mặt có vài nét không cam chịu nhưng lại khâm phục. Còn đường đường lại có một vẻ mặt rất hớn hở, đôi mắt trong veo mỉm cười thích thú. Chẳng ai biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì, lại nhắc đến biệt thự Long Cành Huyền. Vừa mới bước vào cửa đã thấy Vũ Vương với vẻ mặt ôn hòa tươi cười nói, cậu chủ đã về rồi, có ăn cơm không? Nếu chưa ăn để tôi đi hâm nóng thức ăn, Dương thần sờ bụng, buổi chiều cùng sắc vi chơi trò đẩy, biết thông, vừa rồi lại dừng xe đánh người. Đúng là quên cả ăn, bật cười bảo Vũ Vương đi chuẩn bị cơm. Ngồi trên bàn ăn vội vã hết hai bát cơm, Dương Thần mới ở một cái, hài lòng nói với Vũ Vương, nhà có người lo cơm nước đúng là khác hẳn, đặc biệt là có người nấu ăn giỏi như Vũ Vương. Vũ Vương vừa thu dọn bàn vừa cười nói, cậu thích là được rồi, so với những việc cậu làm thì tôi chỉ có thể nấu cơm trong nhà mà thôi, là sao ạ? À? Dương Thần có chút không hiểu, do dự một chút rồi vẻ mặt của Vũ Vương có chút chua xót nói, cậu à, hôm nay Bạch Thiên gia đến nếu không có cậu thì cô chủ nhà tôi đã bị ấm ức đến chết rồi. Dương thần giật mình, hóa ra là nói đến chuyện của Bạch Thiên Lâm Khôn và Lâm Nhược Khê, đúng là giờ khóc giờ cười. Tôi thấy Nhược Khê rất là giận, bị chính cha mình gọi là, là gì nhỉ? Là gì mà khiến cô ấy rất tức giận? Vũ Vương lắc đầu, cậu không biết đâu, tuy cô chủ rất tức giận, nhưng còn không bằng mấy hôm trước. Lão gia bắt cô chủ đi cùng đến nhà họ hứa để xem mặt, còn lấy chuyện ra phả ra để ép buộc cô chủ nữa. Cô chủ tức giận đến mức đi ra ngoài uống rượu, lúc về là cả một thân nồng nặc mùi rượu, buổi tối hôm trước còn chẳng về nhà, qua đêm ở bên ngoài. Xem ra cô chủ lớn rồi, cô chủ của tôi từ trước đến giờ đều rất biết giữ mình, nếu không phải tức tới cực điểm, tuyệt đối sẽ không say như chết đâu. Dương thần có chút xấu hổ xoa xoa mũi, cũng đúng mà, say đến mức bị người ta bỏ thuốc, lại còn bị hắn coi như gái bao lên giường cũng nếu không thì chẳng ai biết đấy là đâu cả. Bây giờ thì tốt rồi, vú vương rất vui mừng nói, có cậu ở đây, về sau lão gia muốn ức hiếp cô chủ cũng không dễ dàng như vậy nữa. Trong nhà có người đàn ông tài giỏi mới an tâm sống được, dương thần ngượng ngùng nghe lời vú vương nói, chỉ hỏi tránh đi, vú vương, nhược khê đâu? Cô ấy ăn cơm rồi, vú vương cười khổ nói, cô chủ ở trên phòng làm việc kia, ban ngày bị chuyện của lão gia quấy dày, đến gần tối mới có tâm trạng làm việc. Nói là công việc gấp gáp, buổi tối không ăn cơm. Vậy sao được, sức khỏe là quan trọng nhất, bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ." Dương Thần nhíu mày, "Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tính tình cô chủ rất bướng mình, khi làm việc không cho chúng ta gõ cửa, cũng không được tùy tiện mang đồ vào, nếu không cô ấy sẽ tức giận." Vẻ mặt Vũ Vương đau khổ nói, Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, "Chẳng biết sau này thế nào, ít nhất thì hiện tại cũng là bà xã của mình." để cô đói bụng trong lòng cũng thấy cô vui. Bè nói, vú vương, vú giúp tôi chuẩn bị một phần đồ ăn, tôi mang cho nhược khê. Thật à, có lẽ cậu mang đến cô chủ sẽ ăn đấy. Vú vương như đã sớm mong Dương Thần nói câu này, lập tức vui vẻ chạy xuống bếp. Một lát sau Dương Thần liền cầm khay thức ăn nóng hổi đi đến cửa phòng của Lâm Nhược Khê ở lầu 2, cảnh cửa lớn màu đỏ đóng chặt, dường như không cần nghe bất kỳ tiếng động gì từ bên ngoài, Dương Thần giơ tay gõ cửa. Bên trong không có phản ứng gì, dựa vào nhĩ lực hơn người, Dương Thần có thể cảm thấy bên trong phòng yên ắng một cách lạ thường, có phần bí ẩn. Dương Thần tự mở cửa, lặng lẽ đi vào, vừa bước vào, đập vào mắt là vô vàn sách được sắp đặt ngay ngắn khắp bốn phía, một chút hương của Lâm Nhược Khê thấp thoáng đâu đây quanh căn phòng. Trong phòng còn có một gian phòng như một tác phẩm nghệ thuật, bày bàn làm việc bằng gỗ lim, trên đó chất đầy văn kiện và sách. Lúc này Lâm Nhược Khê đang ngồi trên chiếc ghế đen xoay lớn đang dựa vào bàn làm việc ngủ, gương mặt lúc ngủ trông thanh khiết vô cùng, giảm đi nỗi sầu lo ngày thường, lông mi dài và cong, chiếc mũi đẹp như ngọc, và đôi môi mỏng như cánh hoa, hiện lên một vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta nhói lòng, mái tóc rối tung xóa xuống bàn tạo nên cảnh tượng đẹp mê hồn, tô điểm thêm cho một lâm nhược khê vốn đã đẹp như tranh vẽ, bỗng dưng nhìn thấy vợ lúc như thế này, dương thần khẽ thở dài. Một người phụ nữ mà phải chịu nhiều trọng trách và áp lực như vậy cũng khó trách vì sao cô xinh đẹp như vậy mà không thấy vui vẻ nghĩ vậy trong lòng dương thần không tránh khỏi vài phần chua sót để đồ ăn lên bàn dương thần nhìn bốn phía căn phòng đi đến giá quần áo gỡ một chiếc khá dày xuống chậm rãi tới gần khoác lên người lâm nhược khê cẩn thận cầm cái áo thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô dương thần còn tắt bóng đèn bàn khiến cho căn phòng mờ mờ tối rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài đi xuống dưới lầu thấy vố vương bận rộn trong bếp Dương Thần nhìn đồng hồ thấy còn sớm, bèn mở chiếc tivi màn hình rộng lên, thoải mái nằm ở sofa xem tin tức buổi chiều, nhưng chưa xem được bao lâu thì đã thấy phía cầu thang có tiếng bước chân vọng xuống, Dương Thần quay đầu nhìn thì thấy Lâm Nhược Khê vợ mình đã đi xuống, trên tay còn cầm cái áo khoác của hắn đắp cho cô, ánh mắt nhìn hắn rất phức tạp. Chương 25: Nhận lời mời, tại sao chứ? Trầm mặc hồi lâu, khuôn mặt không chút biểu cảm của Lâm Nhược Khê mới thốt lên ba chữ cái gì? Tại sao? Dương Thần hỏi ngược lại, Lâm Nhược Khê ném chiếc áo cầm trên tay đến trước mặt Dương Thần. Cô muốn hỏi tại sao đột nhiên lại khoác áo cho mình, lại còn mang cơm cho mình nữa. Có điều những lời thốt ra đều cảm thấy ngại ngùng, chỉ đành hỏi, tại sao lại không gọi tôi dậy? Em nói gì vậy? Anh không biết, Dương Thần làm ra vẻ vô tội, Lâm Nhược Khê nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, con người này vẫn vô lại như vậy, anh có biết là tôi rất vội không hả? cho dù anh thấy tôi ngủ thì cũng nên gọi tôi dậy, muộn giờ làm thì biết làm thế nào, anh nói rồi, anh không biết em đang nói gì. Dương thần nhả ra một làn khói, cố gắng kiềm chế, có đánh chết cũng không chịu thừa nhận, rơi vào đường cùng rồi. Lâm Nhược Khê cũng không tiện nói thêm gì, chỉ lạnh lùng nói, không được sự đồng ý của tôi thì không được bước vào thư phòng và phòng ngủ của tôi, không thì chuyển đi chỗ khác đi. Ha ha, Dương Thần vui vẻ nói chuyển đi. Từ trước đến giờ anh có nói là muốn chuyển đến đâu, là em để anh chuyển đến đấy chứ, sao lại giống như là anh cầu xin em để được chuyển đến vậy? Này, bà xã Hoan, điều này em nói có vẻ hơi không ra làm sao đấy? Anh, Lâm, Nhược Khê định phản bác, nhưng đột nhiên nhớ ra là điều là do mình chủ động mời hắn chuyển đến ở, con chuẩn bị phòng mua đồ dùng sinh hoạt cho hắn, lúc này lại chẳng tiện nói năng gì, chỉ nhìn dương thần với ánh mắt căm phẫn không tranh cãi với tên vô lại như anh nữa nhớ ngày mai bắt đầu đi tìm việc đi nói rồi bước lên cầu thang cuốn theo một cơn gió thơm đi đến nửa cầu thang lại nghe thấy dương thần ở dưới lầu lãnh đạm nói nhớ ăn cơm đấy lâm nhược khê dừng bước một cái gì đó ấm áp đang chảy trong trái tim cô quay đầu lại nhìn cái bóng đang ngồi xem tivi hút thuốc có cái gì đó xuất thần bao nhiêu năm rồi ngoài vũ vương nhìn mình lớn lên ra người mẹ và bà nội đã mất chưa có người nào cho mình một gia đình ấm áp như vậy săn sóc quan tâm đặc biệt đối phương lại là một người đàn ông khiến cho lâm nhược khê không kịp thích ứng lại nghĩ tới ban ngày dương thần ở ngay trước mặt mình đánh cho người mà mình không đáng phải gọi là cha lâm khôn kia choáng váng đầu óc vì mình mà tức giận không khỏi có những bộ dạng ngượng ngùng trên thực tế vừa lúc nãy khi dương thần khoác áo cho cô Lâm Nhược Khê đã tỉnh rồi, chỉ là trời sinh ra tinh khí đã lạnh lùng như vậy nên cô không biết phải thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cũng không dám mở mắt đối diện với sự việc này, chỉ đành tiếp tục giả vờ ngủ. Giờ phút này khi nghe Dương Thần vẫn không quên nhắc mình ăn cơm, mặc dù trong lòng có chút cảm động nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, trả lời một câu, không cần anh quản, rồi nhanh chân bước về phía thư phòng, Vũ Vương vừa đi ra từ trong bếp, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khấp khởi mừng thầm trụ sở chính của quốc tế Ngọc Lôi ở trung tâm thành phố Trung Hải. Có tất cả hơn 40 tầng làm việc, hai chữ, quốc tế, cũng chẳng phải là thổi phồng, có thể mở cửa ở ba thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và trở thành thời trang thời thượng của Trung Quốc, nằm trong top 10 công ty hàng đầu của ngành hóa mỹ phẩm, là điều hiển nhiên, chỉnh thể của tòa nhà Ngọc Lôi giống như một đóa hoa tulip màu xám bạc yêu kiều những đường cong thanh thoát và sự trang trí thanh nhã khiến cho người vừa bước vào tòa nhà đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong không khí ngập tràn mùi nước hoa dịu dịu, các loại cỏ cây hoa lá được đặt một cách rất thú vị, trang trí thêm cho sắc trắng của tòa nhà, đem đến một cảm giác rất tự nhiên. Tuy nhiên, điều nổi tiếng nhất của Quốc tế Ngọc Lôi không phải là phong cách trang trí mà lại là muôn hình muôn vẻ các nhân viên nữ mặc đồ của OL, dù sao thì cũng là ngành thời trang và mỹ phẩm cho nên nhân viên nữ chiếm đại đa số. Hơn thế nữa thông báo tuyển dụng của quốc tế Ngọc Lôi rất chú trọng đến hình tượng, hễ là nhân viên được tuyển vào công ty, thì nhan sắc của mọi người cũng không tệ đều là những người đẹp có tiếng của thành phố. Nếu không thì cũng phải là nam thanh nữ tú đối với những người mẫu hợp tác hay các công ty làm ăn, thì đây lại càng là niềm mơ ước của hàng nghìn, hàng vạn người. Cho nên, những người đàn ông thành thị cô đơn cứ xoay như trong chóng bên ngoài quốc tế Ngọc Lôi cả ngày tất cả đều muốn có thể bắt được một người phụ nữ trong đấy nhưng có thể thành công là cực kỳ nhỏ trong hoàn cảnh như vậy có thể bước vào quốc tế ngọc lôi nhậm chức tất nhiên đã trở thành lựa chọn tốt nhất của vô số người đàn ông có thể thấy lúc quốc tế ngọc lôi phát quảng cáo bộ phận quan hệ xã hội tuyển người trận chiến đăng ký của những người đàn ông quyết liệt đến mức độ nào kết quả là trong thông báo tuyển dụng của quốc tế ngọc lôi đề ra những yêu cầu rất đặc biệt đối với nam giới đến ứng tuyển yêu cầu thứ nhất, nam giới phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy của trường top 50 trên thế giới trở lên. Yêu cầu thứ hai, nam giới phải tinh thông ít nhất hai loại ngoại ngữ. Khi đặt ra điều kiện như thế này, những tên đàn ông muốn đục nước béo cỏ, đều cảm thấy choáng váng. Người đàn ông có điều kiện như thế này, ai lại đến quốc tế ngọc lôi làm ở bộ phận quan hệ xã hội làm gì nữa? Không phải là quản lý cấp cao thì cũng là đội ngũ tinh anh trong doanh nghiệp. Người đẹp mặc dù quan trọng, nhưng có được tiền rồi thì ngươi đẹp sao mà ít được. Kết quả, bước vào văn phòng làm việc của quốc tế Ngọc Lôi để tiến hành bước phỏng vấn cuối cùng thì có 10 người. Đàn ông thì không đến 10 người, hơn nữa những người này, tất cả đều chỉ là đống quần áo cộng với cơ thể, tỏ vẻ kiêu căng không chịu nổi, hiên nhiên là bất cần đời, tự cho mình là bố đời, mục đích của bọn họ, nói là đến phỏng vấn, chẳng bằng là nói vô vị đến tìm niềm vui, đến tìm phụ nữ lúc này còn kém 5 phút nữa là bắt đầu hai vòng trắc nghiệm cuối cùng. Đầu tiên là các câu hỏi trên giấy, thứ hai là trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng, đại sành chỉ còn lại 30 người cuối cùng, nữ giới đều cảm thấy căng thẳng, trong khi tám người đàn ông còn lại thì đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, ngồi trong đại sành rộng rãi hình quạt, ngồi bên cạnh dương thần là một tên hơi phấn son lòe loẹt kính mắt mị tô, toàn thân mặc một bộ Armani này, ôi anh, đã nhìn thấy đóa hoa nào chưa? Tên béo cười tủm tỉm ghé sát vào hỏi một cách đáng khinh, Dương Thần ngờ vực nói, cái gì mà nhìn thấy đóa hoa gì chứ, còn giả bộ, tên béo cười bỡn cợt nói, ông anh không phải buồn bực như vậy, cùng lắm thì tôi nói trước, tôi đã thấy được trưởng bộ phận quan hệ xã hội Mạc Thiện Ni, được rồi, đến lượt anh nói, Dương Thần đối với tên béo thẳng thắn này đúng là không còn gì để nói, cười nói, tôi chỉ đến đây để dự tuyển, tôi có vợ rồi, đi chết đi, nói thế thì ai tin tên béo nhìn Dương Thần với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, người ngay thẳng không nói chuyện đen tối. Những anh em ngồi đây có ai mà không phải là có tiền nhàn rỗi mới đi tìm đàn bà chứ? Cậu mặc bộ siêu tập mới nhất mùa hè năm nay của CK đến dự tuyển một bộ phận nhỏ. Cậu cho tôi là thằng ngốc hay là cậu ngốc đây? Lại còn có vợ nữa chứ? Cậu nói có người cô bồ tôi còn tin chứ? Ai dỗi hơi mà lại đi lấy vợ về để quản mình chứ? Dương thần kinh ngạc, yên lặng thở dài lắc đầu. Trong nước như thế này sao mà so với được nước ngoài. Chương 26, tôi có thói quen làm gì là làm tới nơi tới chốn. Dương Thần ngẩng đầu nhìn xung quanh, Mạc Thiện Ni với dáng người thon thả đi thẳng đến trước mặt mọi người và cầm loa phóng thanh lên, chỉ nhìn lướt qua. Dương Thần đã hiểu tên béo và đám đàn ông kia tại sao lại si mê cái cô Mạc Thiện Ni này đến vậy, đây đích thị là một cô gái đẹp, thân hình thon thả, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo nếu đem ra so sánh với sắc vi thì cũng một chín một mười, nhưng có điều sắc vi có nét đẹp hoang dã, và gợi cảm, còn cái cô mạc thiện Ni này lại đầy tự tin và vẻ đẹp tri thức, hiển nhiên, cái đám đàn ông chơi chán những thứ phàm tục, đối với nét đẹp nổi trội của gái công sở, thật khó mà có thể làm ngơ, xin mọi người giữ trật tự. Mạc Thiên Ni mỉm cười và nhỏ nhẹ nói. Tiếp theo là bài thi năng lực ngôn ngữ, với công việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau thì đối với quốc tế Ngọc Lôi của chúng ta mà nói, cơ hội tiếp xúc với khách quốc tế là rất nhiều. Nếu sau này không thể giao tiếp một cách lưu loát để giúp công ty sinh lời thì đó sẽ được coi là một hành động vô trách nhiệm. Căn cứ vào tư liệu đăng ký của các vị, chúng tôi đã chuẩn bị các bài thi liên quan đến các loại ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia người đạt 60% tổng số điểm ở phần thi này được tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Do vậy, yêu cầu mọi người làm bài cẩn thận. Chúng tôi chuẩn bị phát bài thi. Thời gian làm bài là một giờ đồng hồ. Xin cảm ơn." Vừa dứt lời, Mạc Thiện Nhi ra hiệu cho mấy trợ lý. Bốn người trợ lý xinh đẹp đi tới bốn góc và bắt đầu phát bài thi từ chỗ xa nhất phát lại ngoại ngữ của đa phần những người có mặt tại đây không phải là bắt đầu học từ nhỏ, khi đi học bắt đầu học cách sử dụng tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ gần giống với tiếng Anh như tiếng Tây Ban Nha, hoặc là học một vài câu đơn giản tiếng Nhật. Do vậy, khi lựa chọn đề thi, đề tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được chọn nhiều nhất. Dương Thần ngồi ở gần chính giữa phòng thi, khi người trợ lý hỏi muốn đề thi gì, thì Dương Thần phân vân không biết chọn đề gì, cuối cùng ngượng ngùng nói: "Tùy cô" đưa cho tôi hai đề thi khác nhau là được rồi. Cô trợ lý xinh đẹp ngây người ra tự hỏi, cái anh chàng này rốt cuộc là ngốc hay là thực sự lợi hại? Lẽ nào anh ta biết đến sáu ngoại ngữ? Dưới con mắt cô ta, dương thần là anh chàng tự cho mình tài giỏi, có tỉnh gây khó khăn, liền lấy từ dưới hai bài thi tiếng Đức và tiếng Italia. Hai thứ tiếng mà chưa có ai trong phòng thi lựa chọn, tuy lần thi này chỉ cần đạt được 60% tổng số điểm nhưng yêu cầu càng thấp thì cũng có nghĩa yêu cầu của bài thi càng cao. Dương thần không thèm để ý, cầm bài thi xong liền ký tên và xoạch xoạch viết. Không khí trong phòng chỉ im lặng trong vòng 5 phút đầu, vì có vài người anh chàng dự thi không hài lòng với nội dung bài thi, vì đa phần nội dung câu hỏi đều liên quan đến mỹ phẩm và quần áo của phụ nữ. Những kiến thức đó, cho dù là tiếng Trung thì đối với họ cũng chưa chắc đã biết, bỡn cợt phụ nữ thì họ biết, còn phụ nữ thì họ chẳng hiểu gì khi từng từ ngữ chuyên môn về thành phần của mỹ phẩm, hay những từ ngữ thiết kế miếng dán ngực, áo lót, quần lót không ngừng được đưa ra, thì làm cho các anh chàng này phát điên lên. Không đầy 10 phút sau, trong phòng thi phải có đến 7, 8 anh chàng ném bút xuống bỏ dở và có đến 4 anh bỏ ra về, trước khi rời khỏi phòng thi còn tham lam liếc nhìn cái thân hình gợi cảm của Mạc Thiện Ni một cái, rồi ra về với vẻ không cam tâm, cái tên béo ngồi bên cạnh dương thần toàn thân toát mồi hôi đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng thời gian trôi qua khoảng mười năm phút dương thần nhìn bài thi nhăn mày giơ tay nói giám thị có vấn đề mạc thiện ni vẫn giữ nụ cười nghiêm nghị nhìn dương thần rồi gật đầu nhanh chóng tiến lại phía dương thần anh có vấn đề gì khi đứng gần mạc thiên ni toát lên vẻ gợi cảm của gái công sở trên người phảng phất mùi thơm của nước hoa sanen hòa quyện với nét tinh hoa của đôi mặt trái xoan tên béo ngồi bên cạnh vốn đang đầy sự quyết tâm cũng đã bỏ bút xuống nhìn mạc thiện ni với con mắt thẫn thờ miếng nuốt nước miếng ừng ực có lẽ dương thần đã tiếp xúc với quá nhiều người con gái đẹp bây giờ lại có sắc vi lý tinh tinh hơn nữa là cô vợ lâm nhược khê đều có nét đẹp hơn mạc thiện ni một bậc dương thần nhìn rõ mạc thiện ni không mấy nhiệt tình từ đôi mắt của cô ta nhưng anh ta chỉ nói về bài thi tiếng đức của mình dương thần nói các cô khi ra đề hình như đã đánh sai cái từ Verachon trong câu này, đáng ra phải là Veriton. Thực tế nếu nói tê bách thì dễ phát sinh viêm nhiễm bộ phận sinh dục của phụ nữ, chỉ cần dùng cái phần item đằng sau là được rồi, vừa đơn giản vừa chính xác. Dương thần không cố tình nói nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng trình bày, khi nói xong, cả đám người xung quanh đều nhìn anh ta với con mắt kinh ngạc. Có vài cô gái đỏ mặt thẹn thùng, nghe thấy một thằng con trai nói về vùng kín của phụ nữ có vẻ không được tự nhiên mạc thiện ni ngây người ra cô ta không ngờ tới vấn đề mà dương thần nói không phải anh ta mà chính là đề thi có vấn đề cô ta nhìn dương thần với con mắt kinh ngạc và yêu cầu trợ lý lập tức lên mạng kiểm tra lại rất nhanh tìm kiếm qua từ điển tiếng đức người trợ lý nói cho mạc thiện ni cái từ viêm nhiễm quả thật đã đánh sai cái này là do sơ suất kể từ đó ánh mắt của những người xung quanh nhìn dương thần lập tức thay đổi từ hoài nghi sang kinh ngạc, lập tức biến thành sùng bái, đố kỵ. không ít nhân viên nữ của quốc tế ngọc lôi bắt đầu xì xầm, ánh mắt nhìn dương thần đã thay đổi và trở lên có hứng thú hơn. cái tên béo ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện trong lòng không khỏi kinh ngạc. cha, quả nhiên là cao thủ sát gái giả nai ăn thịt hổ. mạc thiện ni mỉm cười, anh chàng này quả nhiên là nhân tài. cảm ơn đã chỉ ra chỗ sai sót của chúng tôi, tiếp tục làm bài thôi. làm bài dương thần mỉm cười cầm hai bài thi lên và nói giám thị tôi làm bài xong rồi đang chuẩn bị nộp bài đây qua wow, tiếng xì sầm từ bốn phía vọng lại tất cả những người có mặt trong phòng thi đều lắc mắt cái thằng cha này là người như thế nào mới thi được mười năm phút không những tìm ra được lỗi sai trong bài thi khó nhất mà còn hoàn thành xong hai bài thi và nộp bài cái nét mặt điềm tĩnh của mạc thiện ni cuối cùng cũng thay đổi lộ ra vài phần kinh ngạc và hoan hỉ anh có chắc muốn nộp bài không? Vẫn còn hơn 40 phút, không kiểm tra lại chốt sao? Tôi có thói quen làm gì là làm cho đến nơi đến chốn. Dương thần lắc đầu từ chối ý tốt của Mạc Thiện Ni. Được rồi, chúng tôi sẽ chấm bài thi ngay tại đây. Mạc Thiện Nhi cũng không nói nhiều, cầm lấy bài thi của Dương thần đưa cho người trợ lý, tiếp tục đi giám sát các thi sinh khác. Nhưng lúc lúc lại liếc nhìn Dương thần, hiển nhiên là đã có vài phần hiếu kỳ, Dương thần có chút tẻ nhạt, muốn hút điếu thuốc nhưng lại nhớ ra ở đây cấm hút thuốc, liền giơ tay xin phép, giám thị, tôi muốn đi vệ sinh. Chương 27, Bohemian, sau khi Dương Thần đứng dưới lầu ngọc lôi hút một điếu thuốc thì chỉ thấy một vài ứng viên lục tục đi từ trong ra, người nào người nấy mặt mày ủ rũ, khó coi, trong đó có cả gã béo kia nữa, gã béo nhìn thấy Dương Thần nét mặt lộ vẻ buồn bực, người anh em này, cái đầu cậu làm bằng cái gì vậy, để khó như vậy mà cậu cũng làm được cái phần tiếng Anh kia tôi đọc cũng chỉ hiểu được có 8 phần, còn phần tiếng Pháp thì đúng là không hiểu gì luôn. Ô, ăn may ăn may thôi. Dương Thần không thể nói với gã rằng vì bản thân mình cũng luyện được một vài chiêu độc, đầu óc có khả năng học hỏi nhanh nhạy khác thường. Dựa vào cái khả năng nhìn qua là nhớ của hắn thì học ngoại ngữ chỉ cần thuộc từ điển là đủ, gã mập nụt chi nói, "Thôi thôi bỏ qua đi, cũng chỉ có cái đầu óc kỳ lạ của cậu mới có thể vào được công ty quốc tế Ngọc Lôi." những người anh em khác đều trượt cả rồi. Cậu phải giữ thể diện cho cánh mày dâu, phải trụ đến cùng đấy. Gì cơ, trong đó không còn gã đàn ông nào sao? Dương thần hỏi, ai mà cả ngày không có việc gì ngồi nghiên cứu pháp văn chuyên dùng tiếng La Tinh hay từ vựng tiếng Tây Ban Nha? Tên béo lắc lắc đầu, xem ra đám đàn bà trong đó thêm cả cậu nữa chắc không quá năm người. Dương thần buồn bực sờ đầu. Thực ra hắn cảm thấy vòng thi này không khó. Nhưng sau khi nghe gã béo nói vậy, cậu lại cảm thấy mình viết lộ quá. Lẽ ra nên cố ý làm sai vài câu nếu không e là thành tích lại nổi trội quá, không đúng với ý hắn. Gã béo thở dài một tiếng rồi vỗ vai dương thần. Thôi, tôi cùng mấy đồng chí bị trượt đi uống mấy cốc, nếu không mấy người chúng tôi thấy xấu hổ lắm. Nói xong, gã cùng mấy người cũng bộ dạng ủ rũ khó coi đi tới bãi đỗ xe. Dương thần có phần buồn bực lưỡng thưởng đi vào sảnh trường thi quả nhiên nhận ra bên trong chỉ còn ba cô gái có sắc mặt tương đối tốt cộng thêm bản thân gã nữa mới là bốn người dương thần vừa bước vào cửa mạc thiện ni cùng những giám khảo cuộc thi tuyển của công ty quốc tế ngọc lôi đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lại như thể nhìn thấy quái vật mạc thiện ni chung quy sóng to gió lớn đều đã trải qua chỉ một lát sau cô lập tức nói một hơi dài xin chúc mừng anh dương anh là người đàn ông duy nhất còn trụ lại đến vòng phỏng vấn trực tiếp cuối cùng cũng là người đạt điểm cao nhất trong phần test ngoại ngữ anh đã đạt điểm tuyệt đối nghe mạc thiện ni nói chuyện tự nhiên mà thái độ lại tôn kính như vậy dương thần mới tin chắc là mình đã không cẩn thận để lộ quá rồi năng lực tiếng đức tiếng ý của mình đang làm cho đám người này kinh ngạc cười bối rối dương thần ngồi vào chỗ đợi đến lượt phỏng vấn cuối cùng bởi vì chỉ còn lại bốn người nên mạc thiện ni cũng không cần dùng đến micro mà chỉ cười nói Bốn vị có thể vượt qua vòng thi ngoại ngữ gian nan, có thể thấy các vị đây đều là những người có thực tài và có học vấn thực sự để đến được vòng phỏng vấn cuối cùng này. Tôi chỉ muốn thử xem mức độ hiểu biết và năng lực giám sát của quý vị đối với doanh nghiệp hiện đại như thế nào. Mọi người đều biết, thiết kế trang phục của công ty quốc tế Ngọc Lôi chúng ta mỗi năm đều có những thay đổi lớn về phong cách, vì vậy việc nhận diện trang phục của chính công ty đối với nhân viên công ty mà nói cũng là một việc vô cùng khó khăn. Lát nữa sẽ có 10 người mẫu của công ty mặc những bộ trang phục được thiết kế hoàn thiện trong năm nay để trình diễn cho bốn vị. Trong vòng 5 phút, các vị hãy chọn ra bộ trang phục không phải của quốc tế Ngọc Lôi. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, chỉ có một cơ hội chỉ ra thiết kế không phải của Ngọc Lôi. Người lựa chọn chính xác sẽ được ký hợp đồng thử việc 2 tháng. Dương Thần nhíu mày, nói thật ra thì hắn cũng không mấy để ý đến việc ăn mặc, hiểu biết về ngành thời trang cũng hạn chế. Những bộ quần áo mà hắn đã mặc thì luôn có một đám người cung cấp nên cũng chưa hề tiếp xúc với các thương hiệu khác. Cùng lúc đó, tầm rèm trong trường thi được mở ra. Tất cả 10 người mẫu trẻ đẹp bước ra phía trước, dạng dỡ xuất hiện trước mặt bốn người. Ba cô gái nét mặt không có chút biểu hiện nào ngạc nhiên. Con gái vốn có bản tính thích làm đẹp nhìn thấy trước mặt người bộ trang phục cắt may cầu kỳ, phong cách đa dạng, kiêu dáng nữ tính thì đều có những suy nghĩ riêng của mình. Bắt đầu công việc thẩm định. Dương thần trước tiên lướt qua vài lượt bộ ngực của 10 người mẫu, sau đó mới mắm môi nhìn trang phục của họ. Người cô người mẫu này quần áo đủ loại, có bộ váy họa tiết da báo, váy liền hình nụ hoa, có váy voan mỏng, váy dây màu hồng phấn, còn có trang phục công sở tao nhã và đặc biệt là không một bộ nào có thể nhìn thấy dấu vết của nhãn hiệu nào. Đến hạn chót thời hạn quan sát, Dương thần hơi bần thần chút rồi vội vàng không do dự ghi đáp án của mình trên tờ giấy được phát năm phút đồng hồ trôi qua nhanh như chớp mắt mạc thiện ni vỗ tay một tiếng một vị trợ lý nhanh chóng thu lại mảnh giấy trên tay mỗi người nộp lại cho mạc thiện ni chỉ nhìn qua một chút mạc thiện nhi lộ ngay vẻ bất ngờ sau đó là có phần tò mò nhìn dương thần cô hé miệng cười nói đã có kết quả tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên của ngọc lôi nhiệt liệt chào đón đồng sự mới của chúng ta anh dương thần nói xong cô liền vỗ tay đầu tiên tiếp đó là những nhân viên nữ bên cạnh cũng sinh lòng hiếu kỳ về người con trai này Xong các cô cũng đều đồng loạt vỗ tay vui mừng ba cô gái cùng lọt vào vòng đó có vẻ thấy như không thể chấp nhận được không ngờ không lẽ mắt mình lại thua một cậu trai có vẻ thua tục một người trong số hộ hỏi vẻ không hài lòng giám khảo có thể cho chúng tôi biết đáp án chính xác không mạc thiện ni ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng nhìn cô gái đó mỉm cười rồi lại nhìn dương thần nói anh dương hãy nói một chút suy nghĩ của anh về đáp án chính xác đi. Mặc dù không để tâm mọi người nhìn thế nào nhưng cũng không thể chống đối cấp trên tương lai trước mặt người người như vậy. Dương thần thở dài, giơ tay chỉ vào cô người mẫu số 10 nói, tôi chọn cô này. Ba cô gái kia bỗng nhiên sửng sốt rồi cùng nhìn về phía cô người mẫu số 10. Cô gái này mặc bộ váy dài mang hơi hướng châu Âu cổ điển theo phong cách Bohemian. Bởi vì phong cách này thể hiện có phần phức tạp và khó nắm bắt. Các loại tua cờ. Trang sức đều cần tỉ mỉ, tương xứng. Người Gypsy tự do phóng khoáng có phần thần bí, trang phục của họ không phải thứ mà các cô gái hiện đại có khả năng nắm bắt được, cho nên loại váy dài này từ trước đến nay không được xem trọng, nhưng cũng chính là loại váy dài này làm cho ba cô gái sau khi quan sát đều loại ra khỏi danh sách. Các cô không tin rằng trước đấy bắt các cô làm đề thi ngoại ngữ khó đến thế lại để hở ra một lỗ hổng lớn đến như vậy. Mặc dù bộ ái theo phong cách Bohemian này rất nổi bật đến mức đập vào mắt, nhưng các cô chỉ cho rằng đây là một cái bẫy. Dương thần cũng không để ý đến ba cô gái giật mình và hối hận chỉ thản nhiên giải thích. Nếu tôi nhìn không lầm thì bộ váy dài cô người mẫu số 10 mặc là tác phẩm được làm thủ công của một nghệ nhân người Ý. Tua rua buộc thắt lưng và những mặt trang sức đều là pha lê được gia công cầu kỳ tạo thành, cũng chính là vụn kim cương Nam Phi. Tôi nghĩ rằng công ty quốc tế Ngọc Lôi mặc dù nằm trong top 10 doanh nghiệp thời trang trong nước cũng không làm được bộ váy với nhiều kim cương tự nhiên chất lượng cao như vậy. Lúc này đây không chỉ có ba ứng viên mà toàn thể nhân viên nữ của quốc tế Ngọc Lôi đều tỏ ra kinh ngạc. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng Dương Thần chỉ có thể nhìn ra bộ váy này có giá trị chế tác xa xỉ, nhưng không ngờ được Dương Thần còn nắm rõ nguồn gốc xuất xứ của bộ váy. Chỉ có điều mà tất cả mọi người ở đây không biết là Dương Thần đang vui như mở cờ trong bụng. Nhà thiết kế bộ váy này chính là người trước kia chuyên may lễ phục cho mình tự tay làm, tự mình mặc lâu như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra phong cách ấy, sự xa xỉ ấy là bút tích của ai chứ? Cả thế giới này không có ai hiểu phong cách của người này bằng hắn cả, nhìn bộ váy phong cách bohemian thanh lịch trang nhã trước mắt, ánh mắt Dương Thần lộ ra nét hoài niệm, trong lòng tự cất tiếng nói, John, ông già mắt kém lại không chịu đeo kính này vẫn khỏe chứ?" Chương 28 Tôi tự hào, tôi bán thịt dê. Biểu hiện vô cùng xuất sắc của Dương Thần đã nhận được sự chú ý của toàn bộ nhân viên của công ty quốc tế Ngọc Lôi. Không ít nhân viên nữ trong công ty đều lấy nam nhân viên bác học này ra làm đề tài đàm đạo trong các cuộc tụ tập tán phết. Vẫn chưa chính thức công tác, Dương Thần đã được đại đa số nhân viên biết đến, sau khi ký hợp đồng thử việc ngay lúc đó, Dương Thần được Mạc Thiên Ni dẫn vào ban quan hệ xã hội ở tầng 18 lầu Ngọc Lôi. Cả tầng lầu đều là địa bàn của ban quan hệ xã hội, vừa tiến vào khu làm việc, không ít người đã đứng dậy vỗ tay hoan nghênh sự có mặt của Dương Thần. Dù sao thì tuyệt đại đa số họ đều là nhân viên nữ, có thể có một đồng nghiệp nam vào công ty thì các cô đều lấy làm vui mừng. Sau khi để Dương Thần giới thiệu sơ qua, Mạc Thiện Ni để anh đi vào văn phòng của trưởng phòng, phòng làm việc ngỏ ai mấy chậu lan quân tử cắt tỉa tỉ mỉ được bài trí đơn giản thì không còn gì khác bàn làm việc gọn gàng không cầu kỳ cùng với bức tường treo đầy các loại bảng biểu cùng tiến trình công việc đều tỏ ra chủ nhân nơi này có tố chất làm việc tốt cùng tác phong làm việc hiệu quả cao dương thần vẫn rất ngưỡng mộ cấp trên của mình người phụ nữ này biểu hiện mỹ miều ưu tú nhưng chủ yếu là sự tự tin và trí tuệ làm cho người ta không thể nảy sinh tư tưởng xem thường có thể thấy với tuổi đời còn trẻ như thế đã ngồi ở vị trí cao như vậy của một công ty lớn cỡ này không chỉ cần xinh đẹp là có thể mời ngồi anh muốn uống chút gì không mạc thiện ni cười ôn hòa không cần tôi không khát dương thần lắc đầu mạc thiện ni nhìn anh cười lắc lắc đầu rồi đi đến bình nước rót một cốc nước đem lại cho anh ta tôi hỏi anh muốn uống chút gì không phải là để anh giải khát mà ý là muốn chuẩn bị nói chuyện với anh anh nói anh không khát chẳng phải là từ chối nói chuyện với tôi sao sau này anh sẽ là một nhân viên của ban quan hệ xã hội chúng ta rồi ám hiệu đơn giản này không thể mơ hồ được đâu dương thần có chút bối rối vừa đến công ty đã bị cấp trên phủ đầu liền cười có phần ngượng ngập việc này cô mạc tôi là người thô lỗ chạy vặt hay gì đó cũng được còn những việc bàn công chuyện hay gì gì đó thì đúng là không biết tôi không tin tinh thông tiếng ý tiếng đức và có thể liếc mắt đã nhận ra tác phẩm thủ công của nhà thiết kế bậc thầy người ý một cách không do dự lại có thể là người thô cục đôi mắt đẹp của mạc thiện ni sáng ngời nhìn thẳng dương thần giữa nửa người vào bàn làm việc Giáng người là lướt thướt tha chuyện này dương thần không có cách nào phản bác lời nói sắc bén của mạc thiện ni mà chỉ mân mê tay đáp cô mạc không biết là cô có tin hay không tôi chỉ đến tìm việc thực tế là đến quan hệ xã hội là gì tôi cũng không được rõ bây giờ hợp đồng đã ký tôi sẽ cố gắng để làm tôi chỉ nói thật vài lời như vậy thôi mạc thiện ni nhìn vẻ mặt dương thần không giống giả bộ liền thay đổi chủ đề tôi vừa xem qua hồ sơ của anh hồ sơ anh cung cấp rất ít chỉ có một bằng thạc sĩ quản lý marketing của trường đại học Harvard. Thế nhưng trong số tất cả ứng viên, chỉ có anh có bằng thạc sĩ của liên minh nên anh được đặt cách đưa vào danh sách phỏng vấn sau cùng. Nhưng theo như đến hôm nay thì chúng tôi cũng không nhầm lẫn, ít nhất thì về lĩnh vực ngoại ngữ và trang phục thì anh cũng vô cùng xuất sắc do may mắn. May mắn thôi ngờ những lời của vị sếp xinh đẹp như loạt pháo tấn công, cho dù là dương thần có đầy đạn quanh đầu cũng không tránh khỏi đột nhiên cảm thấy trột dạ. Mạc Thiên Nhi có chút không hài lòng với lý do có phần thô thiển của Dương Thần, ngồi ở ghế của mình trầm mặc một lúc mới hỏi dò. Dương Thần, dù anh nói là không hiểu công việc của ban quan hệ xã hội vậy tại sao vẫn đến ứng tuyển? Nói thật, không lẽ anh cảm thấy tôi muốn nghe nói dối sao? Tôi cảm thấy có thể cô sẽ thích nghe nói dối. Nói thật sợ cô chịu không nổi. Dương Thần có vẻ hơi ngượng ngùng mở miệng. Nói thật, tôi muốn nghe nói thật. Mạc Thiện Nhi có phần tức giận, nhân viên này không có vẻ gì là kính sợ cấp trên cả. Dương thần hít sâu một hơi, được rồi, thực ra tôi đến ứng tuyển nguyên nhân chính là vì bà xã tôi muốn tôi kiếm một công việc văn phòng có chút thể diện. Vợ anh muốn anh tìm công việc có thể diện, Mạc Thiện Ni cũng cảm thấy choáng, nhíu mày hỏi, công việc trước kia của anh là gì? À hát, thực ra tôi bán thịt dê xiên nướng, chính là ở khu chợ phía Tây, không biết cô đã từng gặp tôi hay chưa? Tôi mở sạp hàng cũng được nửa năm rồi. Dương thần có phần thật thà cười ha ha, Mạc Thiện Ni cảm thấy muốn phát điên rồi, bán thịt dê xiên nướng. Lựa chọn chán chê từ một đám người tinh anh để chọn ra một người đủ tư chất, cuối cùng lại là một gã bán thịt dê xiên nướng. Tôi không thấy đây là một chuyện đáng cười, Dương thần, tôi mong anh đừng lường gạt tôi, đó chỉ là lừa gạt bản thân anh thôi. Mạc Thiện Ni cố gắng nói chuyện một cách hòa nhã, Dương thần nghe cũng thấy có phần buồn bực, chuyện này sao lại có thể là lường gạt anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nói cô mạc cô có thể coi thường công việc của tôi nhưng cô không thể coi thường nhân cách của tôi mặc dù tôi chỉ là người bán thịt dê xiên nướng nhưng tôi không có lý do gì để vô duyên vô cớ lấy công việc của mình ra để làm trò đùa tôi bán thịt dê tôi tự hào gương mặt xinh đẹp của mạc thiện nghi bỗng nhiên trắng bệch cô nghiến răng nghiến lợi anh vẫn còn nói là không lừa gạt tôi người đàn ông bằng thạc sĩ tốt nghiệp đại học harvard tinh thông hơn hai ngoại ngữ có thể nhìn ra sản phẩm chế tác thủ công của ý lại có thể là người bán thịt dê xiên nướng vậy những ứng viên khác những người khác trong xã hội bọn họ làm gì không lẽ đều là những người bán hàng rong bán rau sao không ngờ vừa nói xong dương thần bỗng nhiên phải suy nghĩ cúi đầu trầm ngâm một lúc sau bèn trả lời cô mạc liệu bọn họ đã từng bán rau hay bán hàng rong chưa thì tôi không biết nhưng cô cũng có thể hỏi bọn họ anh anh mạc thiện ni chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng gã đứng trước mặt cô đầu óc để làm gì, hắn thật sự là người trái đất sao, nhìn thấy sếp đột nhiên khi huyết dâng lên, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, dương thần biết mình đã gây chuyện rồi. Chưa chính thức làm việc đã làm cho sếp giận như vậy, nhưng dương thần thực sự không biết làm thế nào mới được, tự mình nói dối thì người ta không buồn nghe, chỉ đành đương đầu chịu trận không nói năng gì, mặc thiện ni cũng được coi là nữ trung hào kiệt. Mặc dù tức nhưng cũng còn điều tiết được, không để bộc phát chỉ có điều nhìn ánh mắt nhìn Dương Thần không còn thiện trí như trước nữa. Rõ ràng nhìn Dương Thần như một công tử chơi bời chỉ muốn làm cho cô vui mừng mới nghĩ ra những chiêu này. Mạc Thiện Ni cười nhạt, được rồi, tôi không nhiều lời với anh nữa. Bàn làm việc của anh ở phía ngõ ai cùng bên phải dãy thứ ba, đã thu xếp xong xuôi cho anh rồi. Sẽ có người chuyên trách bàn giao công việc cho anh, anh có thể đi ra ngõ ai được rồi. Ồ, cảm ơn cô Mạc, tôi xin phép ra ngoài trước, Dương Thần như vừa chút được gánh nặng vừa đứng dậy lại như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay người lại cầm lấy chén nước trên bàn ngửa đầu uống ực một hơi cạn sạch rồi mới dùng tay áo trả miệng đi ra khỏi văn phòng. Mạc Thiện Ni nhìn thấy cảnh này lại một lần nữa trợn mắt nhíu mày, chỉ cảm thấy không muốn nhìn thấy Dương Thần thêm chút nào nữa, nhưng chỉ nghĩ đến việc đã ký hợp đồng. Nếu muốn sớm thanh lý hợp đồng với Dương Thần thì bắt buộc phải bồi thường một khoản lớn. Việc này bắt buộc phải nhận được sự đồng ý của chủ tịch mới được. Dù gì cũng là thời gian thử việc, lại là nhân viên của tổng công ty, không thể giống với các công ty con được, ngẫm nghĩ một chút, Mạc Thiện Ni vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại, alo đầu dây bên kia một giọng nữ dịu dàng, Mạc Thiện Ni do dự một lúc rồi nói, "Chủ tịch, tôi muốn đuổi việc người hôm nay mới tuyển vào phòng quan hệ xã hội, hắn có vấn đề nghiêm trọng về thái độ, sự thành thực và năng lực, nguyên nhân cụ thể rất nhiều, tôi hy vọng có thể được chủ tịch phê chuẩn." Người được gọi là chủ tịch trầm mặc một lát mới nói, Cô làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận, nếu đã ký hợp đồng rồi vì sao lại hối hận nhanh vậy? Cô hãy đưa tài liệu của gã đó cho tôi xem, xem xong tôi sẽ kết luận sau. Vâng thưa chủ tịch, Mạc Thiện Ni gác máy sau có phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó mới mở kho hồ sơ, dùng mạng nội bộ của công ty gửi hồ sơ của Dương Thần đến phòng làm việc của chủ tịch. Chương 29: Rộn rã khắp ban quan hệ xã hội. Dương thần vừa chào hỏi những người đồng sự nhiệt tình vừa đi từ từ về chỗ làm việc của mình rồi mới ngồi xuống. Xung quanh lại xuất hiện một vài cô nàng tạo mẫu với bộ dạng xinh tươi nổi bật. Người nào người nấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Anh chàng đẹp trai, làm quen chút đi. Tôi là Triệu Hồng Yến. Đây là một cô gái tóc quan mặc bộ vest màu vàng nhạt, đôi mắt sách mê hoặc. Lúc đó sơ bảnh tay trắng nõn về phía Dương Thần tự giới thiệu, chị Hồng Yến đồng nghiệp mới đến chị đã giơ tay như vậy không sợ dọa người ta sợ phát kiếp sao? Một cô khác mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, mặt hơi trong, dáng người có vẻ hơi đầy đặn cười nói, anh tên là Dương Thần có phải không? Về sau ở phòng quan hệ xã hội chúng ta người anh phải đề phòng cẩn thận nhất chính là chị Hồng Yến trước mặt anh đó. Chị ta ăn thịt đàn ông không trừ lại xương đông. Triệu Hồng Yến cũng không đỏ mặt hừ một tiếng giơ tay nhéo, co nàng vừa nói, Trương Thái, cô nói ít thôi. Ai chẳng biết cô là yêu cầu lớn nhất, ban đêm không có đàn ông thì không ngủ được, hứ, còn lâu nhé. Chị Hồng Yến chị nhìn xem, chị Minh Ngọc của chúng ta đến bây giờ chưa lập gia đình, chúng ta có tranh giành thế nào cũng không lại được chị ấy đâu. Theo ánh mắt Trương Thái, Dương Thần nhìn về người phụ nữ không lên tiếng ngồi sau cùng, cô gái cao gầy mặc bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc ngắn gợn sóng hơi nhuộm lai tím, nằm giác quan tinh xảo toát ra nét thu hút thú vị, Lưu Minh Ngọc thản nhiên cười các cô tranh giành cái gì. Tôi hoan nghênh đồng nghiệp mới đến chứ không có thô lỗ như các cô đâu. Nói rồi giơ bàn tay ngọc ngà nói. Dương đệ, không ngại bắt tay chứ. Ồ đương nhiên, Dương thần tự nhiên không ngần ngại tiếp xúc với cử chỉ thân mật này. Còn nếu như có thể giống như Hồng Yến vừa mới làm với Trương Thái thì đúng là không thể. Vừa bắt tay với Lưu Minh Ngọc xong, Dương thần liền có cảm giác ngón tay út của Lưu Minh Ngọc đang ngãi nhẹ lòng bàn tay mình ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên cô nàng đang nháy mắt, cười khẽ. Động tác ám hiệu đơn giản như vậy làm cho dương thần có phần bay bồng, chẳng trách bao nhiêu gã đàn ông bon chen cúi đầu để vào làm ở công ty quốc tế Ngọc Lôi. Tố chất của những cô nàng ở đây đã rất cao mà điều nguy hiểm nhất chính là nhiệt tình, theo sát sự chào đón của ba cô gái. Không ít nhân viên nữ trong phòng làm việc đều vui vẻ tiến đến chào đón dương thần. Đương nhiên cũng không thể thiếu được những lời nói bông đùa kia. Đến hơn 10 phút sau, Dương Thần mới nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trong đám đồng nghiệp. Đó là một gã mặc sơ mi trắng, dáng người thấp bé trắng trẻo, xem ra có vẻ giống như một nam sinh, nét mặt còn có chút nét ngại ngùng. Dương Thần nhìn thấy người đồng nghiệp nam duy nhất chưa đến chào hỏi mình, lại còn là một bộ dạng như vậy, trong lòng thấy buồn cười, sao một người đàn ông lại còn không thoải mái bằng đám phụ nữ kia. Cuối cùng anh chàng bèn tiến lên trước chủ động giơ tay, "Tôi là Dương Thần." Xem ra ở trong phòng này chỉ có anh là nam đồng sự duy nhất thôi. Hy vọng sau này sẽ hòa hợp tốt, người con trai thanh tú nhẹ nhàng bắt tay Dương Thần, sắc mặt có chút ửng hồng cúi đầu nói, "Tôi, tôi tên là Trần Bác, hoan nghênh anh đến phòng." "Trần Bác." "Thần Bột, cái tên này mà cũng có thể đặt được, nhưng cái bộ dạng này thì có gì là không thể." Dương Thần buồn cười nói, "Tên cậu rất thú vị, rất đàn ông." Trần Bác vừa nghe lập tức thẹn thùng cúi thấp đầu khẽ khàng cảm ơn đúng vậy anh ta thấy xấu hổ gọi gần bột thì nghe như có vẻ giống con gái đang e thẹn quá mức mấy cô gái xung quanh đều vây lại đó cô gái đầy đặn tên trương thái cười nói dương thần anh không biết chứ trước khi anh đến thì phòng quan hệ xã hội chúng ta có mỗi cậu ấy là độc đinh đấy bây giờ ô thì tốt rồi anh dương vừa tới ban quan hệ xã hội của chúng ta cũng coi như được điều hòa phần nào rồi một cô gái trẻ bắt đầu gọi anh dương thần dương thần và mấy cô gái cười đùa một lát rồi cũng không làm mất nhiều thời gian rồi cũng tự giác về chỗ ngồi bắt đầu dọn dẹp các văn kiện và dụng cụ trên bàn ngồi gần bàn dương thần nhất chính là chỗ của cô gái đầu tiên xông đến đòi bắt tay triệu hồng yến triệu hồng yến cười lớn hỏi han anh chàng đẹp trai có cần giúp đỡ không có gì không hiểu thì cứ nói nhé dương thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiểu thần thẹn hùng như vậy cũng có thể làm quan hệ xã hội sao Ban quan hệ chẳng phải thường xuyên gặp gỡ khách hàng trao đổi công việc, còn phải tiếp đãi khách hàng nữa. Cậu ta có cởi mở được không?" Triệu Hồng Yến sửng sốt không ngờ Dương Thần lại hỏi điều này lên nhỏ giọng. Tiểu Trần nghe nói là nhờ có quan hệ mới vào đây được. Mọi người nhìn cậu ta có vẻ rất thẹn thùng như vậy cũng giao cho cậu ta ít việc văn phòng, còn bàn công việc thì thường không để cậu ta làm. Dương Thần gật gật đầu có vẻ hiểu. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Dương Thần lại cười nham hiểm, "Thực ra tôi cũng không phải biết nói chuyện lắm, cũng chẳng hiểu gì về đàm phán kinh doanh, xem ra sau này các cô cứ giao cho tôi làm mấy việc vặt vãnh là được." Kim trợ lý Ngô Nguyệt bước vào chủ tịch muốn gặp anh, "Anh hãy đi với tôi một chuyến, chủ tịch." "Ngày đầu tiên đi làm đã vào phòng chủ tịch làm gì?" Dương Thần buồn bực đứng dậy, nhưng cũng không hỏi nhiều mà đi theo Ngô Nguyệt rời khỏi bàn làm việc. Dương Thần vừa mới đi khỏi toàn bộ ban quan hệ xã hội bèn sôi nổi hẳn lên, mọi người đều cảm thấy đây là sự việc khá kỳ lạ. Trong văn phòng của trưởng phòng, Mạc Thiện Ni nhìn thấy cảnh tượng bên ngỏ ai nét mặt cũng lộ ra vài phần nghi hoặc. chương 30, Chủ tịch, đi theo ngô nguyệt dáng người phẳng phiêu như sân bay để vào tòa nhà ngọc lôi. Toàn bộ tầng một là văn phòng chủ tịch và phòng nghỉ ngơi để lấy cảm xúc làm tài liệu cùng với các bồn cây cảnh tươi tốt. Thư ký ngô, chủ tịch gọi tôi chuyện gì ngô nguyệt không trả lời im lặng không lên tiếng đi tới tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất vang lên nhịp nhàng dương thần bất đắc dĩ nghĩ thầm rằng người phụ nữ này chắc là rất lạnh lùng nên cũng không hỏi nhiều nữa tuy nhiên dương thần thấy hơi hối hận ngày hôm qua đáng lẽ hắn nên điều tra một chút thông tin về chủ tịch tập đoàn quốc tế ngọc lôi không nên chỉ nhìn vào thông báo tuyển dụng nếu có hiểu biết trước hiện giờ sẽ không đến mức không có đầu mối như thế này đột nhiên cảm thấy muốn gặp trực tiếp lãnh đạo chân tay lại có vẻ luống cuống tới rồi đi tới một nơi được trang trí hết sức hoa lệ cửa chính được sơn màu trắng sữa ánh mắt của ngô nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dương thần nói chủ tịch đang ở bên trong anh đi vào một mình thôi chú ý giọng nói chuyện của anh tốt nhất nên tôn trọng một chút không hiểu sao giọng của ngô nguyệt lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy dương thần cũng không tức giận ngược lại cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương nếu cô ấy không lạnh lùng như vậy làm sao có thể nhìn đàn ông một cách không vừa mắt như vậy mình cũng lớn cũng có vị đàn ông rồi không phải các nữ nhân viên khác đều thích mình như vậy sao không để ý tới cô thư ký đáng thương dương thần rất tự nhiên đẩy cửa đi vào vị trí trung tâm quyền lực của tập đoàn ngọc lôi vừa mới mở cửa vào dương thần đã nhận ra không khí rất quen thuộc trong phòng tràn ngập mùi hoa nhài ấm áp mềm mại thấm vào ruột gan khiến Dương Thần nhớ tới vợ mình là Lâm Nhược Khê. Cô bé bộ dạng lạnh lùng kia chẳng phải cũng có mùi hương này sao? Văn phòng chủ tịch rất rộng, khoảng 100 mét vuông, hiện lên một nửa hình tròn, cửa sổ hình cung tròn đều trơn bóng sát đất. Từ đây có thể tùy ý quan sát toàn bộ cảnh tượng trung tâm thành phố Trung Hải phồn hoa. Thêm vào đó là tấm rèm màu trắng cùng với máy điều hòa không khí, trên sàn nhà trải thảm bằng lông dê mềm mại có xuất xứ từ địa Trung Hải màu sắc và hoa văn phức tạp, vài cái bồn hoa xanh biếc được đặt ở trên bàn làm việc và các góc xung quanh. Toàn bộ thiết bị trong văn phòng phối hợp với ánh sáng càng tăng thêm sức mạnh, trên trần nhà, đèn treo bằng pha lê cũng là loại cao cấp. Những người thợ khéo léo đem ánh sáng trong văn phòng khúc xạ ra sáng bóng, để cả gian phòng đều rất mỹ lệ và thần bí, vài cây giá sách bằng kim loại màu bạc xếp đầy các bản kế hoạch. Giá sách được làm từ gỗ lim còn lớn hơn cả cái bàn làm việc chẳng qua lúc này phía sau bàn làm việc vậy chiếc ghế to kia chính là chỗ của chủ tịch trương nhưng lại trống trơn không có người dương thần đang buồn bực không biết vì sao chủ tịch lại gọi mình đến giờ lại không thấy bóng dáng đâu anh ta liền nhìn thấy phía bên phải văn phòng có một cái phòng nhỏ để nghỉ ngơi anh chậm rãi đầy cửa ra một bóng hình thướt tha bước ra trong nháy mắt không khí trong văn phòng trở nên vô cùng kỳ lạ Dường như trong không khí không còn oxy để thở vậy, hai người hình như đều quên hô hấp, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cảm xúc hỗn loạn. Cho dù là người trong cuộc cũng khó có thể nói ra, bởi vì quá giả tạo, này, cô, tôi, cái kia, tôi, Dương Thần vẫn cảm thấy mình có khả năng chịu đựng rất tốt. Nhưng bây giờ hắn phát hiện trong một số hoàn cảnh đặc biệt, giống như bây giờ, không ngờ gặp mặt, Dương Thần giống như bị cắt mất lưỡi vậy, trong đầu hỏng bét. Căn bản là không nghĩ ra nên nói cái gì, cô gái trước mắt đi một đôi giày cao gót pha lê, đôi chân thon dài, vớ màu đen nụ hoa tơ bao lấy da thịt, lộ ra mấy phần trông thật quyến rũ, trên người mặc váy màu vàng nhạt cùng với nữ trang phù hợp với chức nghiệp, nhìn rất lung linh và hấp dẫn, có thể đem ra so sánh với hoàng kim hoàn mỹ, dáng vẻ bề ngoài vô cùng tinh tế. Thắt lưng bó sát eo để lộ ra cái mông khiến cho người nhìn thấy huyết mạch căng phồng. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng khiến cô ấy giống như một nàng thiên nga tao nhã vậy, khiến cho người ta khó có thể kháng cự chính là trời còn ban cho cô ấy gương mặt vô cùng xinh đẹp. "Cô cái gì?" Lâm Nhược Khê đến trước mặt gã đàn ông vô lại với một bộ mặt con gian nói không ra lời giống như vẻ mặt. Cảm xúc phức tạp vừa rồi bỗng nhiên tan thành mây khói. Ngược lại, có chút nhìn ngẫm và ý chọc ghẹo đầy hàm xúc nói, "Anh không phải luôn biết ăn nói, biết cách giả vờ sao?" sao bây giờ nửa chữ cũng không thốt được nữa thế, dương thần há mồm một lúc lâu, sừng sốt không nói nên câu. Cuối cùng đành phảo oán hận chạy đến góc phòng làm việc lấy nước uống. Cầm rót một cốc nước lớn, ực ực uống một hơi cạn sạch, xoa xoa miệng, mới ổn định được tâm tư. Hắn quay người lại, lại một lần nữa nhìn thẳng vào Lâm Nhược Khê đột nhiên xuất hiện trước mặt, lúc này Lâm Nhược Khê nhiễm nhiên xuất ra uy nghiêm của người cầm lái tập đoàn quốc tế Ngọc Lôi lẳng lặng dựa vào chiếc ghế xa lộ vẻ chủ tịch vẻ mặt lạnh lùng nhìn dương thần như thể là một pho tượng không thể khinh nhơn dáng vẻ nữ thần trang nghiêm mà trơn bóng đời người như kịch kịch như đời người mà dương thần yên lặng nhìn người phụ nữ trước mắt một hồi lâu không nhịn nổi cười nói ngoan ngoãn một chút đi vợ nhược khê cô là chủ tịch ngọc lôi nói là được tôi đỡ phải cực khổ tới đây tìm việc làm sắp xếp cho tôi vị trí nào tương đương với bảo vệ vừa sạch sẽ lại vừa được ngồi văn phòng làm việc. Dương Thần tiên sinh, chú ý cách xưng hô nha, ở công ty, tôi là người trực tiếp lãnh đạo anh." Mắt Lâm Nhược Khê hiện lên một tia sáng lạnh. Trước mắt người đàn ông kia vừa nãy còn khá thành thật, tại sao đột nhiên lại bắt đầu ba hoa chích tre rồi? Dương Thần cười ha ha nói, "Ở công ty thì đúng là cấp trên, nhưng ở ngoài tôi vẫn có thể gọi chứ?" "Không được." Lâm Nhược Khê vội vàng phủ quyết. Hắn nghĩ ra xưng hô như vậy thật ghê tởm, nổi da gà, mặt nhăn cong mi nói, anh có thể gọi tên tôi, nhưng không được phép gọi thêm những thứ ghê tởm đó. Dương Thần không để ý tới cô. Lúc này tâm tình của hắn mới trở lại bình thường, vừa mới kích thích đã hạ thấp xuống cực kỳ nhỏ, cho nên hắn không khách khí kéo một chiếc ghế ngồi trước bàn làm việc, đối diện với Lâm Nhược Khê, nhấc chân bắt chéo, thở dài nói, tốt lắm. Không đề cập đến những thứ kia nữa. Lâm Tổng gọi tôi tới là có chuyện gì? Lâm Nhược Khê lúc này mới nhớ tới mục đích gọi hắn đến, liếc dương thần một cái. Sau đó đem la tốp xoay 180 độ, cô chỉ vào màn hình máy tính có ghi thông tin về dương thần, nói, trên tài liệu của anh có nói anh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý marketing đại học Harvard. Hơn nữa anh còn nhận được học bổng toàn phần, lại còn tinh thông tiếng Anh và tiếng Pháp, dương thần nhìn thoáng qua tài liệu về mình trong lòng cũng hiểu được lâm nhược khê muốn hỏi nhưng chỉ có thể gật đầu không sai rồi sao đại học harvard trình độ thạc sĩ tinh thông tiếng anh và tiếng pháp lâm nhược khê như kiểu lần đầu tiên nhìn thấy dương thần bình thường nhìn từ trên xuống dưới nói không phải anh đang ở khu chợ tây bán thịt dê xiên nướng sao tại sao lại có trình độ học vấn như vậy đã sớm nghĩ muốn giải thích nên dương thần thư xác nhận cũng kể lại khi tôi còn bé đã cùng gia đình di tán sang nước mỹ được một người hảo tâm nhận nuôi, sau đó được vào đại học, học tiếng Pháp. Tuy nhiên tôi không phải là người có chi hương lớn, sau khi cha mẹ nuôi tôi chết, tôi trở về nước bán thịt dê xiên nướng sống qua ngày. Cô có thể hỏi những người Tây bán hàng rong ở đây, họ đều biết nửa năm trước tôi mới về nước, Lâm Nhược Khê có thể dẫn dắt quốc tế Ngọc Lôi thành một tập đoàn lớn tung hoành thương trường như vậy đương nhiên sẽ không phải là người ngu ngốc, sao có thể dễ dàng tin dương thần khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ không hài lòng hư lạnh nói vậy ngoại ngữ của anh có thể vượt qua kỳ trắc nghiệm chúng tuyển tiếng đức bài thi tiếng ý còn được điểm tối đa là sao